Xin chào các bác có niềm đam mê cây cảnh, đam mê làm vườn trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay em đây quay một cái video giới thiệu một lô hàng mới về của nhà em. Đây là lô kéo cắt cành trên cao các bác nhé. Đây, lô kéo cắt cành trên cao này. Đó, các bác nhìn này, đây, rất là nhiều nhé. Đây rất có nhiều hàng để về để phục vụ cho các bác. Nhà em thì hiện tại đang kinh doanh có những cái mốc kéo nó từ 3, 4, 5 mét các bác nhé. Để cho mình loại cái cây mình có thể đều cắt được các bác, chỉ cần muốn mua chỉ cần để cho em một cái số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là dự gọi trực tiếp qua cái số điện thoại em để phần mô tả video các nhá, thì em sẽ trực tiếp liên lạc và chốt đơn cho các bác. Đây là tổng quan về cái món lô hàng nhà em nhập hôm nay. Lô hàng nhà em nhập hôm nay thì nó rơi vào tầm khoảng là hơn 100 chiếc các bác nhá, 100 chiếc đầy đủ các mã từ 3m, 4m đến 5m phục vụ cho các bác cắt tỉa cây cảnh. Đây qua nhá, đây đây các bác nhìn, đây là mục kèm thì mình sẽ có thêm một cái lưỡi cưa nhé các bác nhé, kèm một cái lưỡi cưa để mình có thể cắt những cái cành cây các thứ nó cành to ấy, dùng cái lưỡi cưa để cắt nó rất là dễ. Đấy. Đây cho các bác nhìn hàng bao chất lượng cho các bác luôn nhé. Đấy. Đây, video em thì giới thiệu đến đây cho các bác, có bác nào muốn mua thì cứ để lại cho em một bình luận hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại em để phần mô tả. Đấy, sẽ có nhân viên nhà em chăm sóc khách hàng gọi điện chốt đơn cho các bác nhé. Đấy, còn bác nào yêu quý em thì để lại cho em một nút đăng ký, một nút like, một nút share. Đấy. Em cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau nhé.